Mời anh em và các bạn coi xem con có con rắn rất là dài nha. Rắn rất là dài. Cái đầu. Cái đầu nè. À, lấy nét rồi là đó. À, dài lắm, màu xanh nhìn đẹp mà nó dài lắm. Mà không biết có độc hay không nữa. Không biết các bạn biết con rắn gì không, chứ mình thì không biết cái đó. Để mình lấy cái xanh dài hài lắm, dài sắm. Nó nằm không biết là nó nằm làm cái gì thôi, thấy không? Đúng là động vật luôn, động vật mà màu xanh nằm này mà không biết cái là nguy hiểm lắm. Không biết, không thấy nó là là chắc có độc quá, nhìn nó dữ lắm. Thấy cái đầu nó giờ nó mà không biết rắn gì nữa, nó nằm lên trên cái hàng rào này, chỗ mình để kiến mình làm nè. Các bạn biết con rắn gì không, mọi người comment dưới mình biết với nha. Rồi. Chào anh em nha.